Ôi. Béo quá. Hai Linh xin chào cô chú và các anh chị em. Hôm nay Linh ăn cái đầu heo luộc chấm với nước mắm chua ngọt. Linh xin mời cô chú và các anh chị em cùng ăn với Linh nha. Linh xin mời các cô chú và các bạn cùng ăn với Linh nha. Mời các cô chú cùng ăn nha. Ngon quá. Xé bạn. Ôi. Đã. Wow. Ngon quá. Ngon lắm bạn. Tuyệt vời. Béo quá. Ngon quá. Ngon quá.
Ngon quá bạn. Này vừa quá. Ghé ăn từ giờ chưa hết hả? Cái này phải để tới dạp trẻ kìa. Nó bẻ này kìa. Ngu rồi. Đã các bạn ơi. Ngon quá. Giòn giòn. Bé bé. Chua chua mặn mặn. Cay cay. Không là không đã. Cái đó là dành quán. Cái bàn tay. Quán cho mặt. Wow.
Ngon quá. Béo quá. Quá béo. Béo quá. Quá béo. Cắn ăn con mắt nó trọn béo. Những cái trong mình ăn không hết mà về mình lấy đồ mình chẻ ăn mới hết, còn thêm mình dứt ở ngoài thôi. Còn mắt không có móc ăn béo lắm. Ồ, cái này nó thịt nè ha. Wow. Chưa ăn. Nè. Không phải. Rồi. Nó giòn, ngon. Hấp không? Rất là ấm được. Lấy rồi. Lấy rồi, anh lấy rồi. Ăn rồi. Quá anh ăn rồi. Nó thì giả dọn ngon. Ừ.
Mỗi ngày ngày làm gió mát đó các bạn. Đây đây. Nhanh nè. Ngon béo nhớ à. Cái đồ heo công nhận béo thiệt á, ăn cũng sướng tê luôn. Ăn chưa đã, ăn chực cậu miếng mỡ. Ngon quá, quá trời xuống luôn, lúc bè bè luôn. Không thì không. Gặp đó. Cái ao của mua có chút mà ăn không hết nữa không? Cái này nó chưa móc à? Móc quá, tắm ra. Cứng quá, bỏ đi. Là không ăn. Còn có sọ hơn. Bỏ đi đi. Nhấp. Bạn ơi, giờ hai đứa ăn cũng hết hai cái đầu heo rồi. Bây giờ nói chung ăn hết nhưng mà còn ở trong mình móc ăn không hết. Được. Giờ mình thấy đây mình nhà mặn tiếp nè. Có dao chẻ ăn được thôi. Giờ Linh cũng xin kết thúc video. Bạn hay ký kênh like chia sẻ với Linh nha. Nếu chung nhận được video mới nhất. Bye bye các bạn.